Là cây đinh lăng nhà mình nha. Hôm nay mình sẽ nhân giống nó để có những cái bụi đinh lăng mới nha. Cây này nó cũng khá là già rồi. Giờ mình sẽ lựa những cái nhánh này mình cắt để mình những cái nhánh mà nhỏ như thế này thì mình không có cắt nha. Nhánh nhỏ này mình không cắt, mình sẽ lựa những nhánh già như thế này ha. Mình cắt bỏ những cái lá già lá úa này đi. Nhánh mà dài như thế này mình cắt ra làm hai nha. Mà mình có thể trồng được hai cây. Những cái đọt này mình có thể tận dụng đây là mình đấy mình làm rau sống mình chấm cũng rất là ngon. Rồi tiếp tục ha. Cây đinh lăng này rất là tốt sức khỏe. Mình có làm cái video để nói về cái bài thuốc về cây đinh lăng rồi đó. Các anh chị có thể vào kênh mình để xem ha. Như cây này nó hơi dài hơn nữa, mình có thể làm 3 khúc luôn ha. Mình cắt làm 3 khúc để mình trồng nữa ha. Cái loại này là mình dâm cành nha các anh chị, dâm cành rất là mau ra rễ luôn. Mình cứ lựa cái nhánh nào già mà mình lấy mình trồng thôi. Mỗi một cái vậy là mình cho vào một chậu ha. Mỗi một một nhánh vậy nè mà mình cho vào một chậu để mình dâm cành nó. Cái loại này á thì rất là dễ trồng rồi. Đây, sau khi mình cắt tỉa một hồi là mình được rất là nhiều nhánh này ha. Mình trồng xe ra sẽ rất là được rất là nhiều chậu đó. Lát nữa em sẽ cho nó vô chậu hết. Mấy cái nhánh mà dưới chân nè mình bẻ bỏ nó hết đi để khi mình cắm xuống đất á, cho nó dễ ha, nó dễ dàng cắm hơn.
Mình sẽ làm điển hình một cái bầu cho các anh em xem nha. Đây là cái mùng sơ dừa nè, mùng sơ dừa ha, được rất là tươi xốp rồi. Giờ mình chỉ việc cắm nó vào thôi, cắm cái gốc nó xuống như thế này thôi. Đây cắm như thế này, giờ mình để trong mát nha, để trong mát khi nào nó ra rễ nó sống rồi á thì các anh chị mới mới đem vào đem ra nắng cho nó phát triển nha, chứ đừng có để ngoài nắng liền như thế này là nó khó ra rễ lắm. Cái loại này thì không cần dùng kích rễ gì đâu. Đó, mình để vô cái bầu như thế này ha, đem qua đây cho dễ thấy nè. Đó, nó rất là dễ nhân giống, mình để như thế này mình tưới nước mỗi ngày là nó sẽ ra rễ thôi. Cây nha ram này mình nhân giống, cây cây đinh lăng này mình nhân giống rất là dễ dàng nha các anh chị. Đây, cái loại này là đinh lăng lá nhỏ ha, ăn rất là tốt luôn. Mình mua một cây nhà con như thế này cũng mấy chục ngàn, thay vì vậy mình nhân giống rồi mình trồng đi cho nó dễ ha.